người nghe để kể cả những sai công việc mà kể cả những nên là nên là môn nhân của tôi là con hệ rất tốt vì thế và đồng chí đã nắm được rất nhiều tin tức như vậy. Những giờ là làm việc rồi thì các đồng chí đánh giá là đây là trường hợp tôi một đồng chí đã được đảng và tình báo tổ chức ra Mỹ học để từ Mỹ về thì bây giờ bắt được liên lạc nó đã thấy được cái ánh sáng của cái tâm tác các bạn. Lúc tại bà đến Mỹ tài liệu lấy được như đã đến Mỹ châu Âu thì tất cả cũng vô nghĩa nếu chúng không được chuyển đến đúng địa chỉ. Một mạng lưới được dẹp chặt chẽ để tất cả những thông tin từ ông thu thập được ngay chóng, theo đó phải đi đến nơi cần thiết trong thời gian ngắn nhất, an toàn nhất. Trong số 47 cao niên của lưới 63 có nhiệm vụ chuyển tài liệu của ông Phạm Xuân Ân ra khỏi Sài Gòn, có 27 người bị bắt và được tìm. Thì người phụ nữ này được ông Trần Quốc Vương tuyển chọn làm giáo viên cho ông Ân trong những ngày đầu kháng chiến. Sau này vì bà bị lộ nên ông Ân được chỉ huy phải tránh để đảm bảo an toàn. Nhưng những ngày đầu từ Mỹ về chưa bắt liên lạc được với các đồng chí lãnh đạo, ông đoàn đã phải nhờ đến bà và từ nay cứ liên lạc đầu tiên. Toàn bộ tài liệu về chiến tranh đặc biệt được bà chuyển ngay về cho căn cứ cách mạng. Thì ông có dòm cho ra được những cái đó được không? Thì thằng Mỹ là nó đưa cái chương trình mà để mà
trong du kích 59 là đã có du kích rồi, nó phải như vụ sự đâu. 60 thì ép nó làm cái đó để cho cái dân tụ qua đi tốt đi. Cái độc tài mà rồi, mà gia đình trị thế này thì không thể nào mà tập hợp được những cái đảng phái xung quanh được. Mà ngay trong quân đội nó mất mạng, bằng chứng là quân đội nó đã ra chết nó rồi. Thế nhưng mà nó cho rằng thằng Mỹ vậy là áp được nó. Thì cái kế hoạch của Tây Ly, những kế hoạch Tây Lo là kế hoạch quân sự, kế hoạch Tây Ly là kế hoạch bình định, về kinh tế bình định. Hai cái kế hoạch riêng đi chung với nhau gọi là Tây Ly Tây Lo. Thì ông mới mở quan hệ với hai cái nhánh đó. Trong cuốn sách Phạm Xuân Ẩn, Tên Người Đi Cuộc Đời, tác giả Ngọc Hải nhận xét rằng bà không thấy trong nhà ông Ẩn có mùi bột tỏa ra từ trong sách báo đang từ từ bột rã trong khí hậu ẩm thấp của chùa Lan, như một nhà báo phương Tây mô tả. Không chỉ bằng Ngọc Hải mà bất cứ ai đang tiếp xúc với ông đều dễ dàng nhận ra sức sống tươi mới và mạnh mẽ từ một con người luôn chủ động trong những giây phút quyết định của đời mình. Như ông đã thấy trong tranh bạc số phận khi mạo hiểm về nước vào một ngày tháng 10 năm 1959. Cũng nhờ phân tích chính xác chặt chẽ và một bộ bóc sắc đến và hơn thế nữa mà một trái tim luôn đặt trọn niềm tin và độc chí, đội ngũ và sự nghiệp chung, một phẩm chất được gọi tên thành chỉ dân của nhà quân ta, Trần Văn Trung hay An Trung.